Hi guys! Welcome back to Partial English. I'm Hai Chang, and today in this video, I will share with you some sentences that you may misunderstand. Are you ready? Let's get started! Mẫu câu đầu tiên dễ gây hiểu nhầm đó là I hear what you say. I hear what you say. Các bạn sẽ hiểu câu này như thế nào? I heard and I accept your point of view, phải không? Hey, let's go to the cinema. We should watch Bồ Dạ. No, I want to watch Gái Già Lâm Chiêu. Okay, I hear what you say. Với mẫu câu này, thực sự người nói có ý là I disagree and I do not want to discuss this further. Tớ đã nghe rồi, tớ không đồng ý và tớ không muốn bàn thêm về điều này nữa. I disagree and I don't want to discuss with you further. Mẫu câu thứ hai dễ gây hiểu nhầm đó là With the greatest respect. Các bạn sẽ hiểu mẫu câu này như thế nào? Sẽ hiểu rằng là người ta đang nghe mình với một thái độ rất là trân trọng, đúng không ạ? Greatest respect, trân trọng nhất có thể. Are you listening? With the greatest respect. Nhưng mà không, mẫu câu này sẽ có nghĩa là with the greatest respect. It means you're an idiot and I don't even want to listen. Tôi không hề muốn nghe cậu ta nói một chút gì cả. No, please shut up, idiot. I don't even want to listen. Mẫu câu thứ ba, that's not bad. Cậu sẽ hiểu rằng là cũng không tệ, đúng không ạ? How is this design? That's not bad. Nhưng mà thực sự câu này nghĩa là tốt, tương đối tốt. I think it's pretty good. Mẫu câu thứ tư đó là this is a great proposal. Nếu như có ai đó nói với bạn câu này, các bạn sẽ hiểu như thế nào? Chắc là anh ta thích ý tưởng của mình lắm, thật là táo bạo, là bản lĩnh, đúng không ạ? He thinks that I have courage. That is a very brave proposal, I think. Nhưng mà không không, câu này sẽ có nghĩa là you're insane, that is impossible. Bạn thật là điên rồi, ý tưởng này là bất khả thi. You're insane, it's impossible. I was a bit disappointed. Câu này các cậu sẽ hiểu như thế nào? À thì chắc là bạn ấy cũng không thất vọng lắm, đúng không ạ? A bit disappointed, một chút thất vọng chắc là không thành vấn đề đâu. I have just broke up with my boyfriend. How do you feel now? I'm just a bit disappointed. Nhưng mà thực sự khi mà người ta nói câu này thì ý sẽ là tớ đang rất phiền lòng, tớ đang rất bận tâm về điều đó. I'm really annoyed. He's a bad guy. Một câu tiếp theo sẽ là quite good. Quite good. Các bạn sẽ nghĩ sao khi mà có ai đó nói với bạn là quite good? Các bạn sẽ nghĩ là cũng tương đối tốt, đúng không ạ? How is this picture? Is it good? Quite good. Nhưng mà mẫu câu này sẽ có nghĩa là It's a bit disappointed. Tôi khá là thất vọng đấy. No, it's a bit disappointing. This is my type.